Các bạn đã thấy này, cách đây không lâu ấy, mình có một cái video chế tạo một cái mạch tăng áp để sử dụng cho con hòa lưới ban đêm, và mình sử dụng nó với lại cái cục pin EVE 100A 48V. Tuy nhiên thì cái thời điểm đấy thì mình chưa có sạc, mình chưa có cái sạc và thêm PV để sạc cho cái cục pin đấy. Và hôm nay thì mình có mua một cái cục sạc MPPT để ghép với cái cục pin EVA 48V của mình. Đó, đây là cái sạc mình chọn, nó có tên là PowMr đấy. Thì cái hãng này nó cũng khá là nổi tiếng với những con sạc MPPT rồi. Các bạn thấy không? Ở đây là cái con sạc MPPT mà nhìn như cái nguồn tổ ong đấy của họ này. Và đây là cái người ta cũng sản xuất cái hybrid inverter nữa. Cái hãng này rất nổi tiếng. Thì cái phiên bản MPPT này là cái phiên bản M60 Pro nhé. Nó có cái dòng sạc tối đa là 60A, sạc cho hệ từ 12 đến 48 và có cái điện áp PV hở mạch là 160V. Đấy. Công suất tối đa hệ 48V là 2.800W. Đấy. Rất là kinh khủng nhé. Bên trong cũng không có gì, một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng thôi. Mấy con ốc vít này, ốc vít này để bắt con sạc này vào, có thể là vào cái giá gỗ hoặc là vào cái gì đấy. Và người ta cũng cho kèm theo một cái thước đo này, thì bốn cái chân này này nó sẽ vừa với lại cái chân đế của con sạc này luôn. Thế rồi phụ kiện đi kèm nó chỉ có thế thôi. MPPT Solar Charger, đây thì nó có cái rác để kết nối với lại pin này, với sạc cũng như là với tải, thì chúng ta sẽ dùng tay nó đẩy cái này ra này. Đó. Thì nó sẽ hiện lên cái cổng kết nối của chúng ta. Đó. Chúng ta sẽ vặn vít vào đây, đã có hướng dẫn đấy rồi. Sau khi mà xong thì chúng ta sẽ đậy nó vào để nhìn cho nó đẹp. Mặt sau này nhôm tản nhiệt. Và cái này là thiết kế của nó là thiết kế không quạt nha các bạn nhé. Đó. Chống bụi, không có quạt. Cái này thì không chống nước được, tại vì những cái khe này nó hở này, không chống nước được. Nó chỉ chống ví dụ là mưa nó bắt bắn và nhẹ nhẹ thôi thì có thể chống được thôi. Chống côn trùng đi vào chứ nó không chống nước được nhé. Đấy. Và cái thiết kế không quạt thì chắc chắn là nó rất là bền rồi. Những thiết kế có quạt mà sử dụng cho cái thời tiết miền Bắc như ở chỗ mình ấy, thì vào những cái mùa nồm thì nó sẽ rất là dễ hỏng. Giờ mình sẽ tháo thử nó ra xem bên trong nó như thế nào nhé. Đây, bên trong nó đây. Đó. Nó gồm hai nửa. Gồm có hai phần, thì cái phần này là có một con MCU này. Mình không rõ là con gì. Thì con này nó sẽ điều khiển màn hình cũng như là phím bấm này. Đây có cái màn hình. Nó kết nối vào một sợi cáp như thế này. Có hai cuộn cảm khá là lớn này. Đó. Còn MOSFET này là điều khiển cái công suất đầu ra này, đấy là điều khiển tải. Mình xem nào. Cái con này là 86R. Hơi khó nhìn đấy, tí mình sẽ ghi ở trên màn hình. Hơi khó nhìn tí. Đó. Hai cuộn cảm bus này. Đây là cái phần nguồn của nó này, nguồn cấp trước. Flyback UC3843 đơn giản thôi. MCU này. Đó. Nó lái phét bằng hai con tên là P350. IC op amp. Thì con này hai con 350 thì cái này nó sẽ dạng là bus đồng bộ các bạn nhá. Nó bus đồng bộ nên nó mới tự tin, nó không sử dụng quạt. Nó là mạch bus đồng bộ. Đây là cái con phét chống ngược này, chống chống đẩy ngược lên pin mặt trời ấy. Thì con đấy nó sẽ có dùng một cái nguồn pin áp xung riêng như thế này đấy, và nó nắn con diode để nó điều khiển. Con phét con này con phét N thôi, chắc chắn đây con phét N đấy. Để nó ngắt tấm PV solar ban đêm thì nó sẽ sử dụng cái mạch này. Đó. Thông thường những cái sạc khác là nó trích một đường từ cái pin áp xung này để chúng nó đưa đến đây, nhưng đây thì nó dùng một cái pin áp xung nhỏ, cách nào cũng được thôi. Đây là con xăn này, xăn này là xăn đầu vào đo PV.
tổng quan nó cũng thế thôi. Này nó dùng con phét TO247. Đấy, mình không nhìn rõ nó là con gì. Đó. Mình cũng không muốn tháo nó đâu. Mà biết sơ qua là bút đồng bộ là được rồi. Tít trong kia nó có một cái cảm biến nhiệt này, để đo nhiệt độ. Khá là hầm hố đấy. Ngon. Tầm tiền hơn 1 triệu mà có một con sạc không quạt. Đấy. Chống bụi và có mức đồng bộ và cái công suất sạc là 60A thì giá này quá là tốt rồi các bạn nhé. Giờ mình sẽ lắp lên thử và mình test nó nhé. Test xem sạc hiệu suất nó như thế nào. Hiện tại thì mình đang có 7 tấm. Mình sẽ mua thêm khoảng 4 tấm nữa. Mình đặt ở đây. Mình kết nối với cái sạc. Mình hiện tại đang đặt thì cái tấm pin long di nó chưa về. Tí nữa mình sẽ trích cái đường này ra. Mình đưa xuống và mình test con sạc xem cái hiệu suất nó nào. Em trời hôm nay thì nó cũng nhiều mây đây. Nó không có nắng. Xem hiệu suất sạc nó ok không. Ở đây thì mình đã kết nối nó với lại tấm PV. PV của mình thì mình có 3 tấm, 3 tấm 400W. Hiện tại bây giờ đang là khoảng 1 giờ chiều nhé. Thì công suất PV thu được nó là khoảng 950W này. Điện áp PV là 118V. 950W. Nhiệt độ của sạc bây giờ đang là 32,7 độ C này. Điện áp là 54,7V. Và cái dòng sạc. Rồi mình bấm cái dòng sạc này. Cái dòng sạc đang là 17A này, 17,2A. Đây mình đo lại cái dòng sạc xem nó có chính xác không nhé. Đây mình có một đồng hồ ampere kìm này. Hiện tại cái dòng sạc đang đẩy vào là 18A. Ở trên màn hình này là 17,3. Nó có sai số một chút thì mình sẽ tìm cách mình hiệu chỉnh nó lại. Khả năng là nó sẽ có phần hiệu chỉnh ạ. Mình chưa tìm hiểu kỹ lắm nhưng là hiệu chỉnh nó ở đâu. Chắc là ở cái phần cell này chắc. Cái này mình sẽ tìm hiểu sau nhé. Mình mới đang lắp thì mình test thôi. Cái dòng PV đầu vào, đo cái PV đầu vào này. PV đầu vào đang là 8,8A. Đó, gần 9A. Mình đo thử điện áp nhé. Thì cái con sạc này mình đang sạc cho cái bình lithium 100A này. 48100 của EVE nhé. Hiện tại này nó đang được đang nhấp nháy vạch thứ tư rồi, sắp gần đầy rồi. Đó. Trên này là con hòa lưới này. Hòa lưới bám tải. Đây là cái hệ thống điều khiển này. Trên này mình có một con kích độc lập, nó là con APC. Đó. Hiện tại đang tải đang nhà đang ở hơn 1000W. Đo thử điện áp nhé. Điện áp vào này 117V này. Đó, điện áp là chuẩn này. Đó, điện áp bình này. Điện áp bình là 54,6V này. Đấy, 54,7. Ok. Con sạc này chạy rất là ok nha các bạn nhé.